Lê Duy Minh nhét cái đinh thành là mình bước lên liền. Chân phải, chân trái. Không vào. Biết ngay là Huy Mập ném liền cho mình mà. Kiểm soát bóng tốt. Bana 30k. Nhưng sau đây là một pha bóng thể hiện kỹ năng đọc tình huống và cửa lòng siêu đỉnh của Đinh Thành. Cảm ơn ơi. Bây giờ là phản công 2-1. Inside touch, inside pass. Bana 30k. Di lên để nhận được chuyền ngang, mạnh tên sút mất rồi. Di chuyển lên khoảng trống ở đây liền. Một chạm, hai chạm. Cú đá của anh Tintin. Chảy lưới. Bana 30k. Classical AK truyền lại cho Khánh Bèo. Đỡ bóng bằng đầu gối. Rabona kiến tạo cho Thanh Tùng. Lần này thì treo cho Khánh Bèo. Vô lê chân trái. Trời ơi, Bèo sút ghê vậy. Tôi xin nhắc lại, đó là chân trái đó nha. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Thita Soccer. Và trong video clip ngày hôm nay sẽ là ba trận banh cùng với em đội Hades FC. Trời ơi, lâu lắm rồi mà không có clip nào với Hades luôn á. Nhưng mà sắp tới mình sẽ làm nhiều clip về Futsal, về Hades FC. Anh em thấy thích thì thả comment nhiệt tình nha, để mình làm nhiều hơn. Hades FC là một đội bóng không có phải thuộc dạng một đội doanh nghiệp gì hết. Tất cả đều xoay quanh mối quan hệ của Đinh Thành Sai Ca thôi. Đinh Thành bên Lỡ Minh mình hay làm clip đó. Anh em xem kênh mình lâu năm thì chắc là biết Đinh Thành ha. Đinh Thành rủ những anh em bạn bè của trong các mối quan hệ của Đinh Thành lập thành một cái team để đá gia hữu hàng tuần vào tối thứ ba tại sân K334 quận Tân Bình. Đá xong lên bia thôi. Chứ không có phải là kiểu một cái đội banh nó bài bản hay là nó sinh hoạt để đá giải hay là gì đó. Không, không có. Chỉ đơn giản là đá have fun rồi lên bia. Vô. À, trong HFC thì có cả Khánh Bèo với Huy Mập. Cũng là mấy anh em của Lê Minh ngày xưa. Mình làm clip này anh em xem Lê Minh thì anh em biết rồi ha. Còn những anh em còn lại thì để khi nào có dịp lên sân thì mình sẽ giới thiệu nhiều hơn. Có Lê Duy Minh, có Hồ Bảo Minh, có Thành Tùng, có anh Tin, có Giang Việt Cường, có Hồ Viết Trung, có... Thì nói chung cũng nhiều lắm thì anh em cùng chờ xem để biết các thành viên của HFC ha. Anh em mình làm clip HFC rất là nhiều rồi. Anh em nào biết những thành viên nào nữa thì comment cái. Ba trận banh hôm nay thì một trận là đá với màu áo màu vàng. Áo trang phục của HFC trong năm 2021-2022. Áo màu hồng trang phục của HFC năm 2022 và 2023. Trang phục màu xanh lá. Được tài trợ bởi anh Giang Việt Cường, sử dụng trong năm 2023-2024 và sắp tới 2024-2025 là mình đặt đồ từ Rainsport Việt Nam về rồi. Một mẫu siêu xịn sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới, anh em cùng xem HDFC trình làng bộ trang phục siêu xịn này của Rainsport nha. Và không làm ăn nữa, giờ thì cũng bắt đầu thôi. Let's go. Thông báo có giveaway ở cuối clip. Trận đầu tiên với set trang phục Rainsport màu vàng. Đội đấu hiện tại trong sân gồm có thủ môn Hy Mập, Đinh Thành Piso, mình và Lê Duy Minh Ala, Khánh Bèo Pivot. Cơ hội cho Đinh Thành, lắp bóng qua đầu, không vào. Cầu ở đỏ này mình thấy giống người Tây Á. Thể hình quá ngon và thể hiện kỹ năng futsal cũng rất là tốt. Che hướng chuyền về, ép đối thủ đi lên. Pressing thủ môn luôn. À quên, clip này toàn là BV của mình thôi, không có quay full trận đấu nha. Sau lưng không có đối thủ, giữ bóng quay lên, nhét lên cho Khánh Bèo và lướt lên hỗ trợ. Wow, Khánh Bèo cà đè tốt quá. Cầu Tây Á tranh chấp rất mạnh nhưng vẫn không lấy được bóng trong chân Khánh Bèo. Đá futsal nên di chuyển liên tục, các cầu thủ thì theo một kèm một. Bèo. Nhá một cái, bẻ sườn đội bạn. Thả đấy, ây cha, đã bị bắt bài. Khi Mập nhét giữa cho pivot thì mình di chuyển ra hai cánh liền. Giữ bóng, gặp về, không được rồi, các bạn theo sát quá. Bị pressing, trả về cho chắc. Lại là Khánh Bèo, giật gót hay quá, cơ hội cho Đinh Thành. Cú dứt điểm kỹ thuật đã bị thủ môn cản phá. Pressing luôn. Hay quá Bèo ơi. Nhanh dữ trời. Ta-da, đội bạn phá bóng ngay chân của mình. Nhấn một cái, dứt điểm, không vào. Cú đá còn hơi nhẹ. Phạt góc thì mình thường là người đá. Chỗ này nhét sớm cho Lê Duy Minh trước mặt là lộng rồi. Bây giờ thì chậm mất tiêu. Qua đầu. Khánh Bèo xuất hiện, inside pass liền.
xoay người dứt điểm. Trời ơi, cú đá chân trái lấy 60k luôn. Chưa sẵn sàng. Lúc đó lo thở, không kịp quan sát. Áp sát đối thủ, che hướng ngoài biên, ép đối thủ vào trong, nơi có sự xuất hiện của Khánh Bèo. Tiếp tục là phạt góc. Bây giờ là cú đá của Lê Duy Minh, không vào. Lê Duy Minh lóc áo đỏ, Khánh Bèo có khoảng trống, dứt điểm. Thủ môn đội bạn hay quá. Quan sát thấy phần sân đối thủ không có ai hết, di chuyển vào liên. Bá Thành từ từ kiểm soát bóng, chờ sự xuất hiện của đồng đội. Đường nhét bóng lên cho Khánh Bèo. Ăn. Wow, cú đá cắt mặt khung thành. Ây da, đeo camera nên không cắt được pha này. Hay quá Huy Mập ơi. Lỗi em bé. Thủ môn nickname là Huy Mập nha. Đó giờ ai cũng gọi như vậy hết, chứ không có ý BDSM gì đâu. Lê Duy Minh nhét cái đinh thành là mình lướt lên liền. Chân phải, chân trái. Không vào. Chuyền ngang cho Khánh Bèo thì ngon hơn. Bóng được trả về cho thủ môn thì mình tách ra biên để tạo hướng chuyền cho đồng đội. Úi cha, tình huống 2.3. Cú sút xa. Huy Mập phản xạ quá đỉnh. Đi mình. Đạp bóng ra trước mặt để tạo đà, nhét cho Khánh Bèo, lướt vào khoảng trống ở hành lang cánh phải. Một chạm kéo, một chạm chuyền, hai cầu thủ đội bạn gãy luôn. Bèo ơi, thôi bỏ anh đá luôn. Sân bay K34 này nằm cạnh sân bay, nên khi đá thường hay nghe tiếng máy bay cất cánh và hạ cánh. Pha cản phá bằng chân của Huy Mập. Ô là là, ném bóng phản công nhanh luôn. Cơ hội cho Đinh Thân. Lại bị cản phá rồi. Đọc tình huống, phán đoán, lướt lên cắt bóng. Bèo. Cú dứt điểm chân trái. Nghỉ ngơi đổi tổ 15 phút rồi vô lại. Cắt. Lê Duy Minh không cắt thì mình cắt. Ấy chà, hai cầu thủ đội bạn dắp chân nhau té. Đinh Thành thấy vậy nên dừng bóng. Fair play quá trời luôn. Anh em nhớ like cái nha. Đâu, anh đâu được. Ý chà chà, Phan Mậu theo sát quá. Giật về cái là thoát liền. Đây, đá. Chuyền qua cho Đinh Thành. Một chạm bật tường với Khánh Bèo luôn. Quá xa hay. Cú đá góc hẹp. Đây là một miếng đánh khá cơ bản trong futsal. Vẫn là chàng trai áo đỏ này. Đinh Thành kêu về để thi. Về liền chứ sao. Di chuyển bên cánh để dựng cầu tay á theo, sau đó giật về giữa, khoảng trống đây nè. Một chạm liền chứ còn chờ gì nữa. Bèo. Ôi là là, cầu tay á mệt rồi, đứng trên luôn kìa. Khánh Bèo cắt chéo, dích dọc biên. Chạm tay rồi, không có trọng tài nên không có đá phạt. Quần tới quần lui, thở quá trời thở. Cơ hội cho đội bạn. Không vào. Quay bên trái nhìn một cái, quay bên phải nhìn một cái, biết ngay là Huy Mập ném liền cho mình mà. Kiểm soát bóng tốt. Bana 30k. Cú dứt điểm cuối cùng của Đinh Thành. Vẫn chưa đánh bại được thủ môn đội bạn. Đá ở đây nè chứ đâu. Tiếp tục miệt mài. Racing. Nhưng sau đây là một pha bóng thể hiện kỹ năng đọc tình huống và cửa lòng siêu đỉnh của Đinh Thành. Đó Thành ơi. Cuối cùng thì Đinh Thành cũng ghi bàn rồi nha. Trận này ổng ghi được 3 trái nhưng mà mình quay được mỗi pha bóng đó thôi. Ôi là, bóng lại tự tìm đến chân mình. Thành. Không vào. Thủ môn đội bạn bắt futsal tốt đó, không phải dạng vừa đâu. Liên tục là những tình huống sử dụng động tác giả trong di chuyển. Cú đá của Khánh Bèo. Vậy. Ngay góc A luôn trời ơi. Hay vậy. Khánh Bèo có thể sút bằng cả hai chân với lực cực mạnh. Lê Duy Minh dắt lên kia thì mình di vô chỗ này. Đinh Thành đá qua bên kia thì mình cắt liền vào cột 2. Không kịp rồi, tình huống nhanh quá. Phạt góc bên biên trái. Đinh Thành có khoảng trống nè, dứt điểm. Cú đá rất mạnh trúng vào mặt cầu thủ áo đỏ. Rồi xong, bay cả mắt kiến đội bạn luôn. Chấm người đúng không? Không sao. May quá không sao cả. À, cầu tay á này mặc áo Azerbaijan nè anh em. Phát hiện có khoảng trống ở bên phải. Di liền. Ê chà chà, không xuống được rồi. Đành phải giữ bóng lại. Tung skill Fed Rabona. Chuyền xong đi qua đây để lôi cầu thủ đội bạn theo. Tạo khoảng trống cho Lê Duy Minh bắn lên. Chệt cục dọc trong ngang tức.
đội bạn đang bị dẫn trước khá nhiều nên tổ chức đá 5 cầu. Thủ môn này chơi chân cũng rất tốt. Hay quá Hy Mập ơi. Lại để anh lên. Áp sát nhanh, không để thủ môn đội bạn có khoảng trống để dứt điểm. Thêm một cú đá nữa. Sao mà đánh bại được GK Huy Mập, thủ môn chủ lực của Lê Minh mà lị. Cú phát bóng từ sân nhà thẳng vào cầu môn. Trời ơi, thủ môn đội bạn về kịp luôn. Đối diện 1-1 với cầu thủ đến từ Azerbaijan. Atletico đồ. Nhưng cuối cùng thì pha phối hợp đã không thành công. Di chuyển vào khoảng trống sau lưng cầu thủ áo đen. Một đường chuyền lớp bóng hay quá Đinh Thanh ơi. Ripton giả màn, không thấy ai lên hỗ trợ. Quyết định đột phá, tính suốt bằng chân trái nhưng không được rồi. Cơ hội đã trôi qua, lui về tổ chức lại. Sai tích. Phát Rabona. Lê Duy Minh thấy mình bị theo nên không có nhét. Anh em nghe tiếng thở không? Mệt rồi đó. Thầy tổ hết pin. Kết thúc trận này cùng mẫu áo Rain Sport màu vàng. Trận tiếp theo trong trang phục Rain Sport màu hồng. Đá anh ơi, bước lên Tùng. Đá anh bước lên. Trong sân hiện tại có Thanh Tùng và mình đá Ala. Anh team pivot Khánh Bèo tổ này đá Fiso. Và thủ môn Hùng Xù áo vàng dưới kia. Mấy kèo sân 5 toàn gặp đói. Mặc đồ tùm lum màu. Lại là phạt góc. Anh team xuất hiện là đá liền. Thêm một quả nữa. Lần này thì nhét cho Thanh Tùng, giật gót. Hơi thiếu chính xác. Đội bạn đa số là mặc áo xanh Nhật Bản. Có vài cầu bị lệch màu thôi. Tùng. Tính thả đấy nhưng thực tế là gặp giữa. Ây chà, đã bị bọc lót. Một quả đá biên, không khác gì quả đá góc. Bí hết rồi, chỉ còn một hướng là lớp qua đầu cho Khánh Bèo. Vô lê. Qua sân bên cạnh luôn. Pha phát bóng không tốt của đội bạn. Tông. Cơ hội 3 đấu 2. Nhá xuống một cái, chuyền ngay cho anh tin. Đường chuyền hơi mạnh. Tông. Thanh Tùng chuyền cho Khánh Bèo là mình cắt xuống cột 2. Trúng cột dọc. Cú dứt điểm không qua được chân của Hùng Xù. Phản công. Tình huống 2 đấu 2. Cú đá bằng mu bằng chân của anh tin. Tông. Luôn sau lưng để chờ đường giật gót. Ôi là là, em ấy tự làm tự ăn luôn. Hay quá Tùng ơi. Bây giờ thì trong sân mình thấy có cả áo Argentina nữa nha. Một pha Atletico Miss Chi Villa cho anh tin nè. Trời ơi, bên này trống quá trời mà anh tin đang mất thế. Tông. Thanh Tùng chuyền ra biên là mình di xuống cột 2 liền. Nhưng mà không có khe để đá qua. Khánh Bèo đang cắt chụp biên, chân trái, chân phải. Dứt điểm. Cắt tùng. Mấy trăm anh futsal nó nặng. Rớt xuống đất là tự đứng yên dưới đất luôn. Chuyền lên là Di lại gần hỗ trợ nè. Quyết định đột phá. Chuyên cho Thanh Tùng, sau đó tách ra. Đi luôn. Tạo tình huống 1-1 cho em nó. Chàng trai năm 4 đại học Văn Lang này qua người 1-1 hơi bị kinh đó. Xích tí thì có bàn thắng. Lần này thì anh tin đã phạt góc. Cột 2 siêu chống trải nè. Bị theo rồi nên tin lớp qua đầu. Cú đặt lòng kỹ thuật của Thanh Tùng Văn Lang. Đồng đội nhét lên cho pivot là mình chiếm ngoài biên liền. Hai biên lên siêu lẻ luôn. Dứt điểm chân trái. Ngay cột dọc. Wow, hết tết bằng má ngoài hay quá. Di chuyển lên đây sau đó giật về. Tổ chức bực tường với Khánh Bèo. Nhưng mà em nó không được. Bóng liên tục tìm tới chân. Phát Rabona. Nhấp giữa. Lắc ra biên, dứt điểm. Cơ hội phản công cho đội bạn.
Tết. Ủa, alo. Mình cũng bất ngờ trước pha bóng này luôn. Chơi tên này. Ok, thay tổ thôi. Sau 10 phút thì đã trở lại sân thi đấu. Phập luôn. Thu hồi bóng thành công. Đưa liền cho Khánh Bèo chứ còn chờ gì nữa. Trời, tới đó còn chưa sút. Gặt lại nữa chứ. Thanh Tùng xử lý quá bình tĩnh. Giữ người đi Tùng. Ê cha cha, pha này mà vô là lỗi mình. Bỏ người nha anh em. Bây giờ là phản công 2 đấu 1. Inside touch, inside pass. Bana bana ba chục ca. Di lên để nhận được chuyền ngang. Mạnh tên sút mất rồi. Dã man, đội bạn thủ cao dữ. Tiếc là ở trong lúc này không có ai. Khánh Bèo nhá sút bằng chân phải. Dứt điểm bằng chân trái. Hai chân quá đỉnh em ơi. Thanh Tùng xin bóng qua đầu. Ok, có bóng qua đầu luôn. Quyến đầu cuối cùng lại chệch cục dọc. Tada, số 8 không tập trung theo mình. Di chuyển lên khoảng trống ở đây liền. Một chạm, hai chạm. Cú đá của anh Tintin. Chảy lưới. Và đây là tất cả những gì mình thu thập được trong mẫu đấu HDFC màu hồng siêu dễ thương. Bây giờ là trận bóng cùng với HDFC với bộ trang phục màu xanh lá cây của Red Sport Việt Nam được tài trợ bởi anh Giang Việt Cường. Bana Bana Bachuca. Lassico AK truyền lại cho Khánh Bèo. Cú đặt lòng của Thanh Tùng Văn Làng. À quên, do anh Cường tài trợ nên trên ngực áo có logo của Colomate, công ty của anh ấy. Và vừa rồi là cú dứt mũi cực mạnh của Khánh Bèo. Khánh Bèo chống chải quá. Đường chuyền cục hai. Ngay xà ngang. Quang ơi. Ngay sau đây là một pha tự làm tự ăn của Thanh Tùng Văn Làng. Rồi, trẻ khỏe đúng là có khác. Tùng hay quá. Inside touch truyền luôn cho Khánh Bèo. Tiếp tục là cú đá chân trái ngay sàn ngang. Bây giờ là cú đá chân phải của mình đã bị cản phá. Vẫn còn một cái nữa. Trời ơi. Liên tục là những pha chuyển hướng của Thanh Tùng. Ta-da, tư thế như thế này thì làm Fed Rabona giữ bóng lại là hợp lý rồi. Cầu thủ đội bạn không ăn giày, không ăn dớ, cởi trần đá banh luôn, giả man. Cơ hội cho Khánh Bèo, lớp bóng qua đầu. Bèo ơi. Trời ơi, nhận bóng quay lên được HT Quang ơi. Khánh Bèo đá qua cho Thanh Tùng là cắt vô cục hai liền. Hơi chậm. Không kịp. 1/2 trận rồi, lúc này trong khung thành không còn là hùng xù nữa, mà là anh hùng khác. Người sẽ tài trợ bộ đồ sắp tới của HDFC. Aha, vừa nhắc tên là tỏa sáng liền. Khánh Bèo lót trên kia, mình lót chỗ này. Một cú chạm chân nhẹ, thế là phản công. Bây giờ thì chạy theo quay clip thôi, chứ đâu cần làm gì nữa. Anh em tôi đá banh dưới đất, máy bay thì bay trên đầu. Không biết mấy người trên đó có xem được tụi mình đá banh dưới này không. Khánh Bèo xuất hiện, nhét liền. Vẫy má ngoài, đá má trong, đơn giản gọn gàng. Đồng đội truyền lên là mình phải bước lên hỗ trợ. Rướng cái lấy được luôn nha. Quan sát cục 2 và kiến tạo nè. Và kết thúc rất nghệ thuật của HT Hoàng. Luôn sau lưng là nhận được liền pha giật gót. Và vẫn là Fed Rabona. Trận này mình làm Fed Rabona quá trời luôn. Hết kèo như thế này mà không bố skill thì cũng ổn. Bước lên. Cú dứt điểm không đào Khánh Bèo. Phạt góc. Đồng đội nhét lên là mình tiến lên hỗ trợ. Trả về dứt điểm chân trái được nha. Hãy vậy. Pha ba chục cà quá hay Khánh Bèo. Tiếc là ở giữa không có ai. Qua đầu. Và vừa rồi là một động tác giả bằng lời nói. Kêu qua đầu mà chuyền gần luôn. Tìm cách đột phá. Đường chuyền Rabona. Hơi nhẹ rồi. Mặc áo Bồ Đào Nha màu trắng. Nhưng lại số 9. Kỳ vậy ta. Mặc số 7 thì mình biết tên cầu thủ đó, chứ số 9 thì mình thua. Ok, tập trung đá thôi. Bèo. Lướt lên nhận đường trả về Khánh Bèo. Fed Rabona kéo ở bên trái nên tung cú dứt điểm Rabona. Nhưng mà tẹt. Quan sát một lần, quan sát hai lần, nhưng Khánh Bèo không chuyền cho mình. Cũng phải thôi, HT Quang trống hơn. Ghê trời.
Ôi là là, vẫn là thi freestyle với chấm thật gốc. Hát Tây Quang xuất hiện. Đưa nè. Cầu này đi bóng tốc độ quá. Nhưng qua chân trái rồi, không sao đâu. Hay quá anh Hùng Luis ơi. Phản công 3 đấu 2. Bèo. Trời. Pha bóng này minh chứng cho việc là đâu cần phải đá đúng kỹ thuật, đá vô là được rồi. Trời ơi, Thanh Tùng vừa mất 30k. Kiếm lại 30k cho em nó nè. Tình huống 3 đấu 1, đội bạn không tận dụng được. Bây giờ thì bên mình 3 đấu 1 lại nè. Bravo nè, kiến tạo cho Thanh Tùng. Một pha gặt bóng, đội bạn nằm xả lai. Cú sút trái phá, ngay cột dọc. Giật gót kỹ thuật, chuyền cho Hắc Tây Quang. Giờ dã man, lủng lưới luôn trời. Nay Khánh Bèo không đá pivot, đá Fiso cũng ok là. Skill sở trường nè. Thiệp á. Tông. Chuyền nhanh em ơi, anh siêu chống trải nè. Giả sút nhưng thực tế là chuyền. Step over and shoot. Pha ghi bàn 30k bằng chân trái. Bây giờ thì Huy Mập đang làm thủ môn trong sân. Đỡ bóng bằng lưng. Chọc cái má ngoài luôn. Bèo. Tính kiếm 30k nhưng không thành công. Đội bạn hơi yếu, đã vậy còn không có thủ môn nữa. Nên anh em 2DFC ghi bàn liên tục. Đường trả về cho Khánh Bèo, nhá sút bằng chân phải, dứt điểm bằng chân trái. Hay vậy. Và đây không phải là lần duy nhất Khánh Bèo làm điều này. Đường chọt khe hay quá. Dứt điểm kỹ thuật, không vào. Thủ quang. Tông, quay. Tông. Đội bạn không tập trung, đã biên nhanh luôn. Đối diện thủ môn, Bana 30k. Vẫn là bấm bóng qua đầu với một cự ly rất xa. Chưa hết đường biên ngang. Tông. Nhận bóng, tranh thủ kiếm 30k. Đã bị bọc lót. Không tới được. Đặt trụ thấp hơn bóng, sử dụng mũi chân đá vào đáy với cổ chân gặp vuông góc. Vậy là có thể lấp bóng dễ dàng. Tông. Ngã bàn đèn luôn kìa. Trời. Lại tiếp tục với những pha phạt góc. Lần này thì treo cho Khánh Bèo. Vô lê chân trái. Trời. Bèo sút ghê vậy. Tôi xin nhắc lại, đó là chân trái đó nha. Huy Mập đã về sớm. Bây giờ Khánh Bèo làm thủ môn, đã 5 cầu luôn. Trời. Anh Tin vừa mới có một pha bật tường với cột dọc. Còn 5 phút nữa mới hết giờ, đội bạn chuột rút nên nghỉ luôn. Thẳng gói rồi. Nghỉ. Cần. À, anh em nào quan tâm cái vớ mình đang mang thì link có sẵn trong phần mô tả nha. Anh đứng dậy đi lùi là được rồi. Rồi ngồi vậy, hạ chân từ từ. Đi lùi. Ok. Hay quá. Ok, ba con dê, kết thúc 3 trận bóng cùng với anh em HDFC. Anh em nghĩ gì về FC của tụi mình thì comment cả nhà. Và ngay sau đây là giveaway. Anh em thích một team đá bóng kiểu heo phân như thế này, hay là một team bài bản có chủ tịch, có coach, có cầu thủ chính, có thủ dự bị, có tổ chức để đi chiến giải? Và tại sao? Mình sẽ tặng 3 chiếc áo đấu siêu siêu đẹp của Hades đến từ nhà Rainsport, thương hiệu thể thao hàng đầu Thái Lan, cho 3 anh em có comment hay nhất. Và bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. See ya!